Quý khách hàng đã đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Cầu Giấy, đi làm ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với vị trí của nó đi lại tương đối là thuận tiện với những cái vị trí mà Ngọc Ánh đang đọc. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 5 tầng xây mới gần với lại trục đường 70, gần đường Tây Mỗ, gần với lại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông. Và với ngôi nhà này thì xây mới hoàn toàn về ở được ngay. Thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế của ngôi nhà là 5 tầng, mặt tiền của ngôi nhà 5m7 và chiều sâu của nó thì gần 6m, thiết kế tương đối là hợp lý. Và ngõ trước nhà thì được 2m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m, gần với chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, xung quanh ngập tràn tiện ích về trung tâm thương mại, bệnh viện cũng như là đi lại thuận tiện. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà này, thiết kế 5 tầng vừa hoàn thiện xong, dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Với thiết kế cửa chính của ngôi nhà là cửa thép vân gỗ mọi người ạ, rất là bền, an toàn. Cửa này là một trong số những cái cửa mà chất liệu gần như là hiện đại nhất hiện nay, mới đẹp. Giá nó bằng gần như là bằng cửa gỗ luôn mọi người ạ. Nhưng mà về cái độ bền của nó thì rất là ok. Mời quý vị theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 về cái mặt tiền của ngôi nhà 5m7, cho nên về cái phần cửa ngoài cái cửa chính rộng kia thì ở đây chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một cửa sổ nữa để lấy gió cũng như không khí vào trong cái không gian toàn bộ phòng khách của ngôi nhà. Tầng 1 thì thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh và đây là phần không gian phòng khách. Về cơ bản, căn nhà này thì hoàn thiện xong hết 100%. Trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền, thiết kế xong đầy đủ chỉn chu cho quý vị. Hồ sơ điện, hồ sơ nước xong hết rồi. Đúng như hiện trạng là xách vali về và ở, và nhà có sao thì em quay review quý vị đến xem và mua nhà đúng như vậy. Gạch lát nền đây, hệ thống trần thạch cao đây. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Đây là phần không gian phòng khách. Nói chung là với cái diện tích 30m thì thiết kế gọi là tương đối thôi. Còn nếu như mà để mong muốn của mỗi người ấy, thì nó là khác nhau. Ở đây là chủ đầu tư cố gắng thiết kế tối ưu công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Làm sao mà 30m mà vẫn thiết kế được 3 phòng ngủ, có phòng bếp, có phòng khách, có phần sân phơi. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần tủ bếp thiết kế hoàn toàn xong hết cho quý vị rồi. Tủ gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp. À, tủ bếp thiết kế đầy đủ, lắp đặt lên trên tới tận trần để tối ưu cái công năng sử dụng ở lên trên kia. Thì ví dụ có những cái đồ đạc mình chưa dùng ấy thì mình có thể để lên trên đó. Đây, chậu rửa inox 304 sáng loáng luôn cho quý vị. Đây, nước sử dụng là nước sạch Sông Đà, điện lực EVN Hà Nội đó. Mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp đây thì ốp kính, ốp bếp. Hệ thống hút mùi lắp đặt đầy đủ, hệ thống điện, hệ thống nước. Tầng 1 ngoài ra thì ở đây còn thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ hết về bồn cầu, vòi xịt, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngoài ra thì chủ nhà có thiết kế thêm những cái kệ vách ở đây để ngăn cách giữa phần phòng bếp, cầu thang hướng ra phần cửa chính. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, vừa để làm trang trí, vừa để chắn phong thủy mọi người nhá. Hướng nhà là hướng Tây Bắc cho nên quý vị nào mà đang hợp hướng Tây Bắc, lại đi làm ở Dương Nội này, đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Nam Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ thì có thể tham khảo ngôi nhà này. Hoặc là đi làm ở Hoài Đức nha mọi người, bởi vì từ vị trí ngôi nhà này mà đi theo trục đường Lê Trọng Tấn, đi ra Đại Lộ Thăng Long thì cũng tương đối là gần. Đó. Mặt bậc của bậc cầu thang toàn bộ là ốp đá đen cổ trắng. Và tay vịn cầu thang thì thiết kế hoàn toàn bằng gỗ. Nói chung, Ngọc Ánh xin luôn luôn cam kết với quý vị rằng là nhà quay, review, tư vấn, chuẩn chỉnh. Quý vị cứ nghe tư vấn trước rồi quý vị đi xem là quý vị cảm thấy nó có phù hợp với tầm tài chính, nó phù hợp với cung đường đi lại, nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng hay không, thì quý vị có thể đi xem nhà sau. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Tối ưu công năng sử dụng của ngôi nhà này ra sao ạ? 3 phòng ngủ thiết kế như thế nào? Tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế cho quý vị như sau. Một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh, cửa sổ thông thoáng, phòng ngủ vuông vắn. Đây,
dễ dàng kê đồ nội thất. Với những cái ngôi nhà mà mặt tiền nó rộng thì vào trong không gian phòng kể cả là 30m thì nhìn nó vẫn rất là thoáng. Mọi người ạ, đây chính là ngôi nhà 30m mà Ngọc Ánh quay review cho quý vị, chuẩn chỉnh. Ở trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 cũng đều có cửa sổ thông thoáng như thế này, ban công mở được hướng ra phía bên ngoài. Này, quý vị nào mà đang không hợp hướng Tây Bắc thì ở đây còn có hướng Đông Nam. Quý vị nào mà không hợp hướng Đông Nam thì ở đây còn có hướng Tây Nam nữa mọi người nhé. Nói chung là tùy vào cái công năng và cũng tùy vào cái mục đích sử dụng của mỗi người, nhu cầu cũng như là cái mong muốn. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng trong phòng ngủ. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ cho quý vị như sau: hệ thống sen kê tắm, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Cũng như ở trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30, 60 lên trên tới tận trần. Cái màu gạch vệ sinh này rất là xinh nha mọi người, rất là xinh và sạch sẽ, màu ghi sáng. Cửa thông phòng thì là thiết kế ở ngoài là cửa gỗ, còn ở đây thì thiết kế cho quý vị là cửa nhôm hệ. Cửa thông phòng đây. Nói chung em quay và review rất là chuẩn cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm. Nhà tốt cam kết luôn luôn là thứ nhất là giá bán công khai, giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Thứ hai, đường, hướng, vị trí là 100%, 90% là tương đối cho quý khách hàng để quý vị có thể cân đong đo đếm cái quãng đường đi, cũng như là tư vấn thật nhất để cho quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên nó khác một chút, đó là phần phòng vệ sinh. Em sẽ vào phòng vệ sinh trước. Đây là thiết kế ở bên ngoài cho quý vị. Đấy. Còn tầng 2 thì thiết kế phòng vệ sinh ở bên trong, phòng ngủ theo kiểu master. Còn phòng ở trên tầng 3, tầng 4 thì thiết kế toàn bộ phòng ngủ ở phía bên ngoài như thế này cho quý vị. Đây là phần phòng ngủ rộng, thoáng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Công năng sử dụng tương đối cho một hộ gia đình sử dụng. Vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Xung quanh chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học tương đối là gần. Đó. Phạm vi đi làm bán kính mà ở Hà Nội khoảng tầm 10 đến 12 km thì nói chung là không phải là quá xa mọi người ạ. Như khách hàng của Ngọc Ánh nhận định rằng đi có mấy cái đèn xanh đèn đỏ là đến nơi rồi. Cho nên là với những cái căn nhà như thế này thì theo em thấy với cái vị trí nữa thì nó rất là hợp lý luôn. Đây, phòng rất là rộng, kê giường, tủ, bàn phấn, cũng như là ví dụ kể cả có con cái học hành, có kê bàn học thì cũng rất là ok. Ba phòng ngủ lận mọi người nhá, đây là phần tầng 3 rồi. Và mời mọi người theo em lên tầng 5 của ngôi nhà, bởi vì thực ra tầng 4 thiết kế nó tương tự như tầng 2, tầng 3 khi như vậy là đã có 3 phòng ngủ riêng. Vậy thì còn phần tầng 5, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà thưa quý vị. Ở trên tầng 5 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 em đã chia sẻ rồi, toàn bộ là gỗ. Và đây là phần sân phơi. Wow, đây mọi người ơi, đứng từ vị trí ngôi nhà này quý vị có thể nhìn thấy khu đô thị Dương Nội, có thể nhìn thấy Yêu Môn Hà Đông, có thể nhìn thấy đây Vinhome Smart City. Giao thông tiện ích ngập tràn, đi lại thuận tiện. Nhà có sao thì quay review thực tế cho quý vị như vậy. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.